Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vì lãnh tù trang giác Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herodê bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi càng kẹ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và giảng rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tầng về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dựng đường cho họ đến tầng nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhụ hương và mộc dược mà dâng tiếng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Cộng đoàn thân mến, hôm nay chúng ta bước vào lễ hiển linh, nghĩa là lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Với ba nhà đạo sĩ, với ánh sao dẫn đường, họ đã lên đường để tìm gặp Chúa Giêsu, một vị vua mới. Trong bài tin mừng của Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, chúng ta cần để ý đến những mẫu người mà chúng ta sẽ được chia sẻ trong bài suy niệm hôm nay. Thứ nhất là vua Herodê. Vua Herodê đang tại vì và đang làm vua được nước Do Thái. Một vị vua rất là sợ ngai vàng của mình bị mất. Cho nên chúng ta nhớ trong ngày 28 lễ các thánh anh hài, khi nghe tin có một vị vua mới, ông tìm cách để bắt giết các hài nhi từ 2 tuổi đổ xuống, và ngay cả những người con của mình ông cũng giết, và người vợ của mình. Vậy thì quyền lực là cái gì bám chặt lấy ông? Quyền lực làm cho ông mờ mịt tâm trí, quyền lực làm cho ông không thể sống với lương tri của con người. Ông tìm mọi cách để chặn những ai đụng đến ngai vàng của ông. Và hôm nay khi ba nhà đạo sĩ hỏi đích danh vua Herodê, vì vua mới sinh ở đâu, cho nên ông lo lắng. Mặc dù ông nói với ba nhà đạo sĩ đến đó để tìm gặp hài nhi xong rồi về báo cho tôi biết, nhưng thực tế trong thâm tâm ông suy nghĩ ông sẽ tìm cách để giết vị vua ấy. Chúng ta dừng lại ở Herodê để chúng ta thấy thời nào cũng có quyền lực gần như là gắn chặt với chúng ta. Quyền lực gần như chúng ta rất là mê muội với nó, và có nhiều người mải mê để chiếm quyền lực của cho mình. Và chính quyền lực gần như làm cho chúng ta mất cả lương tri như Herodê vậy. Đấy là một mẫu người trong bài tin mừng là Herodê. Một mẫu người thứ hai là những người Pharisêu, những người kinh sư, họ am tường kinh thánh. Khi hỏi về Chúa Giêsu, họ lật kinh thánh ra và họ biết rõ có vua, nhưng họ không đi. Sau đó họ gấp sách lại và họ ngồi ở đấy, họ không lên đường, họ không đi tìm kiếm hài nhi, họ không đến để gặp. Chúng ta cũng mang những tâm tưởng ấy trong thái độ sống, lòng tin của mình. Chúng ta vẫn đợi chờ, chúng ta vẫn nói rằng yêu mến Chúa, nhưng mà chúng ta không ra khỏi
những con người của mình. Chúng ta chỉ có những biết Ngài trong những trang sách. Chúng ta chỉ có biết Chúa qua những suy nghĩ của mình, qua những suy tư của mình. Mà gặp gỡ Chúa là chính đích thân của ta với Ngài. Gặp gỡ Chúa là sự diện kiến của ta với chính Chúa Giêsu trong tình thân giữa Chúa và ta. Đấy là một kinh nghiệm của gặp gỡ, chứ không phải là lý thuyết, chứ không phải là sách vở. Vậy thì một người thứ hai cũng nhắc nhở cho chúng ta, tránh ngoài việc chúng ta đọc hiểu trên sách vở, chúng ta phải đích thân đến để gặp chính Chúa, diện đối diện lòng ta với chính Ngài. Một mẫu thứ ba mà chúng ta cần để ý hôm nay, đấy là ba nhà đạo sĩ. Họ từ phương Đông và từ đất xa xôi, với ánh sao là dẫn đường, họ đã băng đồng lội suối, vượt một khoảng đường khá xa để đi tìm Chúa. Hành trình của họ được gọi là hành trình của lòng tin. Có những lúc ánh sao rót rõ để dẫn đường, có những lúc ánh sao không có, họ mờ mịt và họ phải hỏi. Nhưng họ lên đường, họ bất chấp tất cả những khó khăn, những trở ngại để tìm cách đến gặp Chúa Giêsu, một vị vua mới. Và khi gặp được Ngài, họ vui mừng, họ dâng những lễ vật lên hài nhi. Đấy là tấm lòng của họ, đấy là lòng thành của họ, và họ nhận biết đây là một vị vua vừa ra đời, một vị vua công chính, một vị vua công minh. Chúng ta hãy noi gương ba nhà đạo sĩ. Mọi người chúng ta phải cần đến gặp gỡ Chúa trong hành trình lòng tin của mình, phải ra đi, phải lên đường, cho dù có những khó khăn, cho dù có những lúc mù mịt không thấy lòng tin của mình, không thấy Chúa đâu. Như ba nhà đạo sĩ, có những lúc ánh sao dẫn đường không còn. Chúng ta cũng thế. Trong lòng tin, có những lúc ta thấy Chúa rất gần, có những lúc ta không thấy Chúa ở đâu và ta chới với trong lòng tin. Nhưng những lúc ấy, ta biết được rằng Chúa vẫn có đấy, Chúa vẫn đang hiện diện ấy. Và như ba nhà đạo sĩ, họ đã vượt qua những khó khăn để đến gặp Chúa Giêsu. Vậy anh chị em thân mến, có bài tin mừng và trình thuật của Thánh Mác-thêu trong ngày lễ hiển linh, ngày lễ Chúa tỏ mình, mầu nhiệm Giáng sinh Chúa đến làm người, không chỉ cho riêng một dân tộc nào. Chúa là một vị vua và vua của toàn thể nhân loại. Vậy Chúa tỏ mình đại diện qua ba nhà đạo sĩ, họ lên đường để gặp gỡ Chúa. Mỗi người chúng ta hay có một cám dỗ là chúng ta đã biết Chúa, chúng ta là những người có đạo và chúng ta dự đạo, cho nên nhiều khi ta cảm thấy mình như thế là đủ, nhiều khi ta cảm thấy sáng đi lễ có kinh nguyện về là đủ rồi, ta không cần phải tìm hiểu Chúa hơn, ta không cần phải lên đường để đích thân gặp gỡ Chúa, làm mới chính lòng mình, làm mới chính con người của mình. Và thánh lễ hôm nay là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Mọi người chúng ta là ánh sao dẫn đường, mọi người chúng ta là ánh sao, là người Kitô hữu, là tỏa sáng cho anh chị em chưa biết Chúa. Xã hội Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta trên 90 triệu dân, những con người có đạo chỉ có 7%, số còn lại rất đông. Cần mọi người chúng ta là ánh sao, ánh sao cho anh chị em biết về Chúa Giêsu, ánh sao về tin mừng, ánh sao về tình thương. Chính Chúa Giêsu đã chiếu tỏa rạng trên mọi người chúng ta, và chính chúng ta là mang ánh sao ấy để cho anh chị em nhận biết về Chúa bằng chính đời sống của mình, bằng thái độ yêu thương của mình. Hãy mang ánh sao ấy trao cho anh chị em. Và chính mọi người chúng ta phải là ánh sao được tỏa rạng, ánh sao chiếu tỏa cho những anh chị em mình gặp gỡ, những anh chị em mình sống và làm việc với họ, những người chưa biết Chúa, để họ được đón nhận niềm vui tin mừng, để họ đón nhận được chính Chúa Giêsu là nguồn sống và là ơn cứu độ cho đời của họ. Amen.